ủng hộ anh Tân Nguyễn, dù là rất là nhiều người cho rằng anh Tân Nguyễn là người lùa gà, là người bán những khóa học lùa gà, bán đất không đúng giá trị, bán đất dưới quy hoạch đó, rồi anh Tần nổ các kiểu. Nhưng mà riêng về cái việc á mà anh Tân Nguyễn mà bán viên kim cương 31.000 đô á, để mà ủng hộ đồng bào miền Bắc, thì cái việc này mình hoàn toàn ủng hộ nha. Mình cũng muốn bán viên kim cương của mình để đi làm từ thiện. Nếu mà bán được 31.000 đô, tất cả số tiền ấy 100% mình sẽ đi làm từ thiện chứ không dùng tới. Đó, thì bây giờ đã có anh giáo sư Vũ Nhân Dường đã đồng ý mua, và anh ta cũng đã liên hệ luôn đến với lại bên anh Tần Nguyễn rồi. Nhưng mà hiện thì bên anh Tần Nguyễn cũng chỉ trả lời thôi, nhưng mà chưa có trả lời rõ ràng hay là ngày hẹn ngày chốt hay là như thế nào hết. Rồi Tần Nguyễn lên tiếng xác định là sẽ bán lại viên kim cương cho giáo sư Vũ Nhân Dường rồi. Tần Nguyễn gáy rồi, con gà Tần gáy rồi. Gáy cái gì mà nó yếu cái hơi, nó hụt hụt khó chịu ghê trời. Thằng sau cô gáy cái hơi dài dài xíu. Chứ gáy cái gì mà coi như là ông giáo sư ông vô ông comment luôn, cái im luôn hôm qua tới giờ luôn đó. Thì rất mong là cộng đồng mạng hãy ủng hộ anh Tần Nguyễn và chia sẻ cái clip này đến cho anh Tần Nguyễn, để anh Tần Nguyễn có cơ hội thể hiện là mình không nổ và mình là người nói được và làm được đó, và mình bán viên kim cương đó để mình quyên góp cho Mặt trận Tổ quốc, để mà mình thể hiện một lần nha anh Tần Nguyễn. Em ủng hộ anh.